Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trời có mây không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Ở vùng núi cao là từ 14 đến 22 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu thì trời có mây không mưa, ngày nắng và gió nhẹ, nhiệt độ ở đây là từ 17 đến 26 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Mường Tè thì trời có mây không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ, nhiệt độ ở đây có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực Than Uyên, trời có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ và độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Còn tại Nậm Nhùn thì nhiệt độ ở đây là có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 19 đến 32 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Khu vực Tam Đường, trời có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ ở đây từ 17 đến 29 độ và độ ẩm ở đây cũng là từ 60 đến 95%. Khu vực Tân Uyên, trời có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây thì trời có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ và nhiệt độ là từ 19 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.